Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa. Phần 1, chương 1 và 2 Chương 1, Thánh Dược Dược sư Peter Kier không phải như vô số ông lang băm hồi đó ở Mỹ, trộn đại vài vị thuốc không công phạt gì hết, rồi nói rằng thuốc trị được bá chứng mà làm giàu một cách mau chóng. Không, Thánh Dược của ông... Ông phải đích thân đi kiếm năm 1858 ở dãy núi Alehanis. Ông phải chịu ngàn nỗi nguy hiểm, trốn tránh dân da đỏ Delaware, chống cự với những thú dữ đói khát. Nhưng sau, chính Pontiac, vị chúa da đỏ đã ân cần tiếp đón ông và để tỏ tình thân thiện, lại tặng cho ông một chiếc khăn tròn theo, một đôi giày da già hoẵng và cho một bọn hộ tống ông chở vị thuốc đó về Big Bird nữa. Các thần chủ của ông bấy giờ khát khao vị thuốc ấy lắm, cho nên suốt ngày khách mua nườm nượp trước cửa tiệm nhỏ của ông, trong đó ông bán đủ thứ, thuốc uống, đồ chơi, thức ăn. Chỉ bao giờ ông buôn bán được phồn thịnh như vậy. Tại phía sau, Sam Smile, một thanh niên giúp việc ông ở Venago cũng về với ông túi bụi đổ thuốc vào những ve 10 phân lít một. Chất dầu đen và nặng làm nhờn tay chàng và cái mùi phân biến của nó làm cho chàng chóng mặt như say rượu. Nhưng chàng không bao giờ ngừng tay được vì làm không kịp, người mua đông quá. Mỗi ve nhỏ bán hai xu mà thùng đựng tiền của ông khi ơ đầy nhóc bạc cắt. Từ mấy ngày nay, ông khỏi phải hết hơi khoe như hồi đầu những tánh chất của vị thần dược của người da đỏ đó nữa nhiều người đã thấy nó linh nghiệm rồi, khỏi cần phải quảng cáo. Phải lại ông khôn khéo cho in những tờ báo bạch, rồi thuê tụi nghèo đói rách rưới đi phát cùng đường ở châu thành biết bên. Trong tờ cáo bạch ông tuyên bố, bà con có đau bệnh gì cứ dùng thuốc của tôi thì sẽ mạnh. Dầu của tôi đã nổi danh là trị được bệnh đuôi, bệnh điếc, bệnh tê liệt. Muốn biết nó thần ruột ra sao, xin bà con cứ hỏi các người cùi, đau gan, đau mật, hoặc chứng phong thấp, bị bệnh thần kinh. Ở dưới lại in lời cảm tạ của những thần chủ. Ông Hawkes ở Boston đầu tiên chỉ uống ba ve mà khỏi. Bà Chidarik ở Savannah dùng thuốc có 3 ngày mà hết tàn nhang ở mặt. Sau cùng một người hói muốn giấu tên, chỉ bôi có nửa tháng mà tóc mọc lên rậm, mềm và tơ hơn hồi trước nhiều. Đã 6 giờ chiều mà khách hàng còn chan chút đợi ở trước, ông khi ơ bảo họ hôm sau trở lại vì ông sắp đóng cửa tiệm. Rồi ông vào phía sau, nói lớn tiếng. Sam, thôi nghỉ, rửa tay đi và có muốn đi chơi thì đi, nhưng ngày mai ráng tới sớm nha. Sơn đáp, dạ. Vài phút sau, chàng đóng cửa tiệm, rồi đi dạo trên đại lộ. Trong lòng dương dương tự đắc và tràn trề hy vọng vì tự nghĩ mới 17 tuổi đầu mà được tự do mỗi tháng lại để giành được ba mỹ kim lận. Chàng ráo bước, đút tay túi quần, vừa đi vừa hút gió và xỏa những đồng tiền vàng cho nó kêu lan can. Vì những đồng tiền ấy mà đêm nào chàng cũng mộng thấy của cải và hạnh phúc thật chàng đã khó khăn mới xin phép được cha để theo ông Khi ơ. Cô em họ xa của chàng, nàng Machuri Kin cũng khóc lóc khi chàng lên đường. Chính chàng đã ráng lắm mới giữ được khỏi thổn thức vì chàng không ưa thành thị. Chàng thích căn nhà có cha già Titi Vili, thích hồ Eri đầy cá và khu rừng rộng đầy con mồi. Nhưng chàng có tham vọng và chỉ muốn làm giàu. Muốn vậy chỉ có cách là ra thành thị Chàng tự nhủ Ba Mỹ Kim Bắt đầu lên rồi đây Khi mình về Cô ả Machuri chắc ngạc nhiên lắm Hồi đó nghi ngờ về tương lai của mình Và khuyên mình an phận ở nhà Theo nền nếp tổ tiên Chàng đương khoan khoái nghĩ tới Những chiếc bánh tráng trộn bắp rất ngon Của cô Maturi Tới thử rượu bia chà tràn chế Và thứ thuốc hút mà ông tắm rượu và mật Thì bỗng thấy có ai chạm vào vai mình Chàng quay lại một người trạc tứ tuần đưa ngắm chàng, thân hình cao thẳng và mạnh như cây bá hương đỏ. Trên gương mặt cương quyết của người ấy có một thẹo dài nằm ngang má từ tay bên trái tới miệng. Người đó hỏi, có phải anh làm cho dược sư khi ơ không? Sam đáp, phải, và chính anh giúp ông ta bán thuốc. Sam gật đầu một lần nữa, tôi là đại tá Ewing Drack. anh còn trẻ, không nhớ được cuộc chiến tranh với mẻ tay cơ cho nên anh chưa biết tôi. Không sao, anh đi lại tiệm ăn với tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Rồi đại tá nắm tay Sam, dắt lại một quán ồn ào rất đông khách. Trong góc quán có một lò lớn để quay gà, vịt và heo nữa. Các công tử và các ông hội đồng, các công tử và các ông hội đồng thường lại đó uống rượu rôm trước bữa ăn và sau bữa còn nốc thêm mấy vè bia nữa. Đại tá Trác bảo Sam ngồi xuống và hỏi Anh có biết dược sư Kier kiếm mấy thứ dầu mà ông khoe được là trị được bá chứng ấy ở đâu không? Sam hơi ngạc nhiên và lấy làm tự đắc được ngồi trong một quán sang trọng bên cạnh một vị đại tá anh hùng Chàng đáp Biết chứ, ở tại xứ tôi mà ở Titusville gần hồ Eri trên suối dầu và trên mặt hồ Anh biết miền đó không? Thưa ông, biết rõ lắm tôi sinh tại Venago rồi qua Tituvili. tôi đã thấy tất cả các bộ lạc da đỏ từ Michilimackinac tới Ohio. tôi biết nói các thổ ngữ Sioux, Maragua, Cherokee, Delaware. tất cả tụi đó đều là bạn thân của tôi. được lắm. thôi chúng ta uống rượu đi rồi ăn. ông Kier trả công anh bao nhiêu? thưa mỗi ngày năm cắt nhưng tôi chắc chắn rằng khi bán hết dầu, ông chủ tôi sẽ dắt tôi theo để đi lấy dầu với ông và lúc đó tôi sẽ được thưởng 10 đồng nữa. Đại tá mỉm cười. Ông khi ơ rộng rãi thật. Dạ, vì tuy khỏi Alihani, đường có nguy hiểm và khó nhập thật, nhưng lấy dầu thì không gì dễ bằng. Nó ở ngay trên mặt hồ hoặc suối, chỉ việc cúi xuống múc từng thùng một. Tụi da đỏ không phản kháng chi hết, chúng biết rằng ông khi ơ có múc hoài cũng không khi nào hết mà sợ. Và anh tin rằng dầu ấy linh nghiệm ư? Sam nhún vai. Tôi thú thật với ông, không bao giờ nghĩ đến điều ấy hết. Tụi da đỏ dùng nó làm thuốc. Tôi nghĩ chỉ những thầy mo của bọn họ mới biết cách chế thứ thuốc ấy thôi. Ông khi ơ thì múc dầu về rồi bán liền, không chế gì hết. Nếu nó không trị được bệnh thì cũng vô hại đại tá uống hết một ly rượu kêu một ly khác rồi nhìn thẳng vào mặt người thanh niên bảo anh sam nè tôi thẳng thắn đề nghị với anh như sau tôi trả anh mỗi ngày một đồng để dắt tôi lại suối dầu và nếu mọi sự xong xuôi tôi sẽ thưởng cho anh hai chục đồng Chàng mừng quá mãi mới ấp a ấp úng được ông nói thật chứ thật nếu anh bằng lòng thì khoảng tám ngày nữa chúng ta khởi hành tôi cho anh hay trước tôi sẽ có ba chiếc xe mười con la cái một số lớn dụng cụ và đủ khí giới tốt để cho tụi chó chết da đỏ không dám ngó ngoé bén mãn tới đoàn xe của chúng ta đại tá thường có giọng thô lỗ ấy của các quân dân sam nói ông muốn cạnh tranh với ông kia ơ nếu tôi giúp ông thì bất nghĩa với ông chủ của tôi ông ấy tốt với tôi lắm đại tá cười rộ quỷ thần ơi ông chủ anh là một đứa con nít Thứ giàu ấy mà chỉ dùng để chữa bệnh tê bại và bệnh câm thôi ư. Không biết dùng nó vào việc khác thì là đồ tồi. Này em, tôi thề với em rằng hai chúng ta có thể làm xáo lộn cả thế giới. Em có quả quyết theo tôi không? Sam Như bị lòng nhiệt huyết và giọng cương nghị của đại tá thôi miên. Nhìn ông một lúc, mắt lòng lành ngưỡng mộ rồi hằng hái đáp. Dạ có. Ông Trác chìa bàn tay hộ pháp ra, đạp vào đây, thỏa thuận chứ. Thôi, ăn đi và hẹn 8 ngày nữa sẽ gặp nhau. Suốt một tuần lễ, Sam mơ tưởng tới vàng. Chàng tưởng tượng cảnh giàu có, nhưng nào chỉ có bấy nhiêu. Chàng sẽ còn làm xáo trộn cả thế giới kia. Tên chàng bằng chữ vàng sẽ chói lọi trên cẩm thạch như tên các vị danh nhân, như Washington, như nghị trưởng Buchanan chàng đã xin ông khi cho chàng thôi việc nói rằng xa ông chàng buồn lắm nhưng một vận may vô cùng đã tới và chàng phải đi để lập một sự nghiệp lớn lao hơn dược sư cho rằng chàng hơi khùng và kiếm được ngay người khác để thay ở big ben có cả trăm thanh niên đương thèm thuồng chỗ đó sau cùng ngày quan trọng đã tới từ hừng sáng, Sam lại chợt biết bên đã thấy đại tá Jack với xe cộ, la cái và hai người đồng hành nữa, Jack Hogan và Joe Ken. Cả hai đều mạnh khỏe, da mặt rám nắng, chai như da nai. Coi địa bộ của họ cũng biết ngay họ đã lưu lạc giang hồ, đã cả ngàn lần thoát chết trong những cánh đồng cỏ mênh mông hoặc những khu rừng xanh thăm thẳm. Những kẻ qua đường thấy họ không ngạc nhiên chút chi hết, vì thời đó thường có những người khẩn hoang bỏ thành thị, mạo hiểm dấn thân vào những miền xa lạ để làm giàu hoặc chôn xương nơi đất khách. Sam vừa leo lên một chiếc xe do đại tá đánh, thì cả đoàn lữ hành lên đường ngay. Chương 2 Qua đều qua suối Lần trước gặp đại tá, Sam chưa có dịp nhận xét được ông kỹ. Lần này ngồi trên xe bên cạnh ông, chàng thấy ông xấu xí nhất đời mũi vừa dài vừa to môi thì dày nhất là vết thẹo lớn ở má bên trái mới tai hại nhưng đi được một quãng tới chỗ ngừng thứ nhất cảm tưởng đó tiêu tan mất và chàng chỉ còn nhận thấy ông tràn trề nghị lực về thể chất cũng như về tinh thần ông luôn luôn hoạt động coi sóc đoàn xe ra lệnh cho người này người khác một cách ngọt ngào và thân mật và không một giây nào là ông không chăm chú dò xét cảnh vật ở chung quanh hoặc nát mặt những người đồng hành. Người chiến sĩ già ấy thử sức bền bỉ của họ, nhưng ông có thể yên tâm vì họ đều là hạng lực sĩ cả. Một điều làm cho Sam rất ngạc nhiên là đại tá chở theo một số khí cụ vĩ đại. Anh tự nghĩ có muốn làm xáo lộn cả thế giới như đại tá nói thì mang theo vài đồ dùng cũng đủ hà tất phải chở theo cả đống sắt ấy nào là những ống dài vô kể những rồng rọc trục kéo cán quay các thứ ấy chỉ làm cho hành trình thêm khó khăn vì đường mòn đã khó đi mà lại phải qua đều qua đầm muôn phần nguy hiểm nữa Mấy trăm chiếc thùng sắt kia chất trên một cổ xe thì còn được đi, nhưng còn những khí cụ khác ít lợi gì đâu. Tuy chàng bẩm sinh rất dè dặt, nhưng khi tới chỗ cắm trại thứ nhất, Chàng không thể giữ kín được nỗi lòng được nữa mà phải hỏi. Thưa đại tá, tôi không dám khuyên ông, nhưng ngay từ ngày mai chúng ta tới một miền đất hoang vu mà có lẽ chưa có một người da trắng nào đặt chân đến hết. Không có những đường cái mà có lẽ cũng không có đường mòn xe đi được nữa. Những độ sắc vô ích này sẽ làm cho hành trình chúng ta khó khăn lắm. Với lại qua sông, qua đầm, nó sẽ sát mất ông Trác đáp giọng hơi gầy gắt: này em, tôi không quý gì bằng những đồ sắt ấy và những ý nghĩ trong đầu tôi. Tài sản của tôi đó, em không muốn tôi bỏ cả tài sản của tôi chứ? Sam nghĩ tới tiền công một đồng một ngày mà lo lắng. Tài sản của ông ấy chỉ có đống sắt bỏ đi ấy thôi ư? Vậy ông tính trả công cho mình bằng thứ ấy sao? Nhưng mệt quá, chàng ngủ ly bì và sáng hôm sau đoàn lữ hành lại tiếp tục đi tới alihani từ đây là bắt đầu cảnh thiên nhiên hùng vĩ toàn là đá núi như có ai đục cạnh thật sắc bén miền ấy có hỏa sơn đất vài chỗ nứt ra sâu hởm xuống thành đường dài hàng trăm thước xe đi lọc cọc lắc lưu thật khó khăn trước cảnh hùng vĩ ấy loài người thấy mình rất nhỏ bé mặt trời ở trên đỉnh đầu chăng chăng chiếu xuống Đoàn xe tiến rất chậm vì La đã mệt mỏi, thỉnh thoảng người phải xuống xe đẩy tiếp mới qua được những khúc đường gồ ghề. Không thấy một bóng người, toàn là chim, phần nhiều là những mảnh cầm như loài thần ưng, loài đại bàng trắng chỉ ở trên những ngọn núi cao chót vót không ai tới được. Không khí vang động tiếng chim kêu. Đã quen sống trong miền ấy từ thuở nhỏ, Sam thuộc đường lắm và bẩm sinh chàng có cái giác quan về phương hướng cũng như những người sống giữa cảnh thiên nhiên trong rừng sâu núi cả. Ông Trác để chàng dẫn đường và đôi khi chàng có cảm tưởng rằng chính chàng làm chủ đoàn lữ hành. Họ đi như vậy hai ngày, ăn những thực phẩm dự trữ mà đại tá đã mua ở Big Ben. Nhưng ông nghĩ phải đề phòng sự bất trắc, nhất là trong những cuộc hành trình đầy nguy hiểm như vậy cho nên ông quyết định rằng khi nào tới miền rừng thì phải săn bắn mà ăn. Không được động tới những thực phẩm mang theo. Ông phân phát khí giới, mỗi người được một khẩu súng sáu và một khẩu súng trường kiểu mới nhất dùng trong quân đội. Ông chỉ cách dùng những khí giới đó cho ba người xúm ở chung quanh rồi kết. Có cái súng này, anh em không còn sợ gì nữa. Cách 500 thước thì phải bách phát, bách trúng. Họ đã định ra khỏi đường sâu hổm thì cắm trại, phải đốt nhiều lửa cho bớt lạnh và cũng để cho các thú dữ tò mò không dám tới gần. Vậy ai nấy tới chỗ ngừng đều đi kiếm củi khô ngay. Trong khi Sam đương lượm củi, chàng nghe có tiếng đại tá gọi, chàng chạy lại, thấy đại tá đương cúi xuống đất. Anh Sam lại đây, coi đóng trò này. Sam cúi xuống thọc tay vô đóng bụi xám rồi thưa có ai cắm trại ở đây rồi không phải mới hồi hôm nhưng cách đây cũng chưa trên hai ngày vì tro đã lạnh nhưng chưa bị gió thổi tản mát đi đại tá đứng thẳng lên vẻ lo âu hỏi tụi nào cắm trại vậy chắc chắn tụi da đỏ rồi người da trắng không cần lựa củi khô họ đốt cả những cành tươi thành ra khói bốc lên mù mịt ở xa thấy được tụi da đỏ chỉ đốt củi khô cho không có một sợi khói nào bay lên hết và như vậy ở xa không ai biết rằng có họ. Đại tá ngắt lời. Tôi biết, nhưng lành hay dữ? Xăm nhúng vai. Chúng ta ở trong khu vực của bộ lạc Delaware, nhưng có lẽ là tụi bọn Cherokee đi kiếm miền có nhiều mồi để săn bắn rồi ngừng tại đây. Chúng có thể tưởng lầm rằng mình đuổi theo chúng để tranh mồi với chúng, cho nên phải đề phòng chúng tấn công mình. Vậy phải cho hai bạn kia hay và đề phòng ngay đi. Họ lừa củi rất kỹ, chỉ đốt những cành thiệt khô và định thay phiên nhau canh gác. Hogan và Ken canh trước. Khi lửa cháy rồi, họ ăn qua loa rồi quấn mền sửa soạn ngủ.